Lê Tuyền xin kính chào quý ông bà cô chú bác, các anh chị các bạn và các em đang xem video của Lê Tuyền Hôm nay Lê Tuyền xin chia sẻ cùng cả nhà cách làm bánh cuốn ngọt nhân dừa đậu xanh nha cả nhà Món bánh này là một món bánh rất là quen thuộc của người miền Tây mình ngày xưa luôn nè cả nhà Hôm nay Lê Tuyền xin chia sẻ cách làm món bánh này cực kỳ dễ và cực kỳ đơn giản chỉ với một miếng lá chuối thôi cả nhà ơi. Người chưa từng làm bánh cũng đều làm được luôn đó. Mời cả nhà hãy cùng vào bếp với mình. Ở đây mình có một bịch bột năng, 100g bột gạo, 300g cơm dừa sợi. 200g đường cát, 100g đậu xanh, muối, 50ml dầu ăn. 600 ml nước lá dứa. Đầu tiên mình sẽ cho 200 g bột năng vào trong một cái thao. 1/2 muỗng cà phê muối. 150 g đường cát. 100 g bột gạo. Ở đây mình có 600 ml nước lá dứa, mình xay ra từ 80 g lá dứa tươi. Mình chia cái phần nước lá dứa làm hai lần để mình cho từ từ vào nha cả nhà. Nếu mà mình cho luôn một lần một á thì mình khuấy bột bột nó sẽ lâu tan lắm. mình khuấy cho đến khi bột tan đều thì mình sẽ đậy nắp lại và để bột qua một bên mình sẽ cho 100g đậu xanh không vỏ này mình đã ngâm nở và vo sạch vào trong một cái rổ để mà mình hấp nha cả nhà mình trải đậu xanh đều ra như vậy để hấp cho đậu xanh mau chín nha và mình sẽ hấp trong vòng 15 phút sau 15 phút mình dở nắp ra mình nhìn thấy đậu của mình trong như vậy là chín rồi đó cả nhà mình cho hết 300g dừa sợi vào trong cái đậu xanh của mình luôn Để mình hấp cho cái phần dừa sợi này nóng lên Như vậy thì phần nhân của mình á Mình để từ sáng tới chiều Nó cũng sẽ không có bị chua nha cả nhà Mình cho ba miếng lá dứa tươi Mình đã cắt khúc lại như vậy nè Mình cho vào trong dừa để cho dừa có mùi thơm Mình sẽ hấp thêm 10 phút nữa Quay trở lại với phần bột, mình dở nắp ra. Và mình sẽ khuấy bột đều lên một lần nữa. Mình lượt bột qua một cái rây để cho bột của mình thật là mịn luôn nha cả nhà. Mình cho vào bột 50ml dầu ăn Phần dầu ăn này sẽ làm cho bánh của mình được mềm và được bóng hơn Sau khi hấp dừa được 10 phút Bây giờ mình dùng đũa mình gấp hết những cái miếng lá dứa của mình ra bỏ nha cả nhà Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối 50g đường cát. Mình sẽ trộn đều muối và đường vào trong cái phần nhân này. Mình sẽ cho thêm vào phần nhân 2 muỗng canh mè rang và mình sẽ trộn đều thêm một lần nữa. Bây giờ mình sẽ lấy phần nhân này ra khỏi sửng hấp Tiếp theo mình sẽ cho một cái thao nhôm vào trong cái sửng Và mình sẽ cho hết tô bột của mình vào trong thao Mình dùng cây đánh bột và mình cứ khuấy liên tục như vậy trong vòng 10 phút Sau 10 phút thì cái phần bột của mình á, nó đã hơi sền sệt lại rồi đó cả nha bây giờ mình sẽ lấy cái thao bột mình ra khỏi cái xửng hấp luôn nha mình sẽ cho vào xửng hấp một miếng lá chuối mình sẽ thoa dầu ăn lên miếng lá chuối này của mình để mình lấy bánh ra cho dễ nha cả nhà khi miếng lá chuối đã nóng rồi bây giờ mình sẽ cho bột lên trên miếng lá chuối này của mình nè và mình sẽ trải bột theo hình vuông của miếng lá chuối chứ không cần phải cho cái miếng bánh của mình theo hình tròn đâu nha cả nhà. Mình đậy nắp lại và mình sẽ hấp bánh trong vòng 5 phút. Khi thấy cái bánh của mình nó đã trong lại như vậy là bánh mình đã chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Mình sẽ sử dụng một cái cây mà khuấy bột và một cái chiếc đũa để mình lấy cái bánh của mình ra. Và mình cũng chuẩn bị một miếng lá chuối khác mình để bên cạnh, mình sẽ để cái bánh mình ra như vậy. Mình trải đều cái bánh của mình ra nha. Và lúc mình để ra thì cái bánh mình nó không có được đẹp đâu, mình phải sửa lại một chút xíu cho cái bánh của mình nó bằng phẳng lại. Và mình sẽ chờ cho cái bánh mình nguội một chút xíu thì mình sẽ cho nhân vào. Mình kéo hai mép bánh mình gấp lại. Và mình sẽ cuộn bánh, mình cuộn cho chặt tay nha cả nhà. Như vậy là mình đã xong một cái bánh thứ nhất rồi nè. Và mình sẽ tiếp tục làm một cái bánh thứ hai nữa cho cả nhà xem nha sau 5 phút mình dở nắp ra bánh của mình trong lại chín rồi mình sẽ lấy luôn cái miếng lá chuối này ra luôn nha cả nhà mình chỉ cần đợi một phút thì mình sẽ để nhân vào và mình cuốn bánh lại cách làm này là dễ nhất và đơn giản nhất mà cách làm này cái người không cần khéo tay cũng làm được đó cả nhà. Bởi vì với cái cách làm thứ nhất á mà mình phải lấy cái bánh ra khỏi cái miếng lá chuối á, nếu mà ai mà uh, hơi vụng một chút hoặc là mình chưa từng làm bánh này á thì khi mình lấy cái bánh ra sẽ rất là khó luôn nha và cái bánh sẽ rất là dễ bị rách luôn. Mình đã xong thêm một cái bánh nữa rồi nè. Cả nhà ơi, bánh ướt của mình đã xong rồi cả nhà ơi bây giờ mình sẽ rắc một ít mè rang nữa lên trên những cái bánh của mình nha bánh của mình có màu xanh lá dứa rất là đẹp luôn cả nhà ha mình lấy một cái bánh lên cho cả nhà xem nè bánh trong veo có màu xanh lá dứa rất là đẹp và mình có thể nhìn thấy cái phần nhân bên trong nữa nè bánh thơm lá dứa lắm luôn cả nhà ơi. Do mình sử dụng tới 80g lá dứa tươi đó cả nhà. Cho nên cái màu xanh đẹp quá chừng luôn cả nhà ha. Mình dùng kéo mình cắt cái bánh ra làm hai cho cả nhà xem nè. Nhân dừa và đậu xanh nhìn rất là đẹp mắt luôn. mình lấy thêm một cái bánh thứ hai và mình cũng sẽ dùng kéo để mình cắt ra làm hai cho cả nhà xem nữa nha bây giờ thì mình sẽ dùng tay để mình kéo cái bánh của mình ra cho cả nhà xem cả nhà nhìn cái bột bánh của mình nè nó dai lắm luôn á mình mời cả nhà cùng ăn một miếng bánh với mình Da bánh ngọt, dai, thơm phức, mùi lá dứa Cái phần nhân á, thì béo, bùi Rất là ngon luôn cả nhà ơi Nếu mà ai chưa từng làm cái món bánh cuốn ngọt này á Thì cả nhà hãy làm thử theo công thức của mình Xem cả nhà có thích như là mình không nha Đến đây mình xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye.